Nhìn thẳng ngày 23 tháng 3, niềm tin của người trẻ. Mời bạn đọc cùng Tiền Phong nhìn thẳng vấn đề thời sự đang nóng hổi dưới ngòi bút của nhà báo Chí Quân. Đây là bản tin podcast Tiền Phong được đọc bởi AI. Niềm tin của người trẻ. Sáng qua, tuổi trẻ cả nước hào hứng theo dõi trực tiếp và trực tuyến hội nghị đối thoại quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo bộ, ngành trung ương với thanh niên, mang chủ đề xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0. Đây cũng là vấn đề nóng mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt lưu ý tại cuộc làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn trước đó một ngày, là làm sao để phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và tăng năng suất lao động. Cũng như khẳng định của thủ lĩnh đoàn, thanh niên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, khi nền kinh tế chủ yếu dựa trên tri thức thì nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao này càng thể hiện vai trò quyết định. Với ba chủ đề chính tại hội nghị đối thoại gồm giáo dục và đào tạo, rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên và kiến tạo môi trường để thanh niên khởi nghiệp, sáng tạo thì chung quy vẫn trở về trụ cột chính. Nhân lực trẻ chất lượng cao giữa kỷ nguyên kinh tế tri thức, kinh tế số đang bùng nổ. Hôm qua, trả lời ý kiến của đại diện trí thức trẻ, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đề cập dự thảo đề án chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2030. Mà với tư cách lãnh đạo cơ quan chủ trì soạn thảo, ông cho rằng đây là một nhiệm vụ quan trọng và nhiều thách thức. Ngay phần mở đầu, dự thảo trên đã thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân quan trọng kìm hãm sự phát triển của đội ngũ trí thức cũng như đóng góp của họ đối với phát triển. Đó là môi trường và điều kiện làm việc còn chưa phù hợp, chính sách đãi ngộ thu hút chưa tương xứng với năng lực, các chương trình bồi dưỡng, đào tạo chưa thực sự hợp lý và đầy đủ, kết nối và phối hợp giữa các nhà trí thức với các nhà làm chính sách, lãnh đạo ở cả cấp trung ương và địa phương chưa thực sự thường xuyên. Dự thảo hiện đã cơ bản hoàn thành, đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Thế nhưng có thể thấy việc giải quyết hiệu quả những tồn đọng nêu trên không phải trong một sớm một chiều. Có thể nói chúng ta không hề thiếu cơ chế, chính sách cho thanh niên, vấn đề là thực hiện như thế nào, truyền thông chính sách ra sao. Tại cuộc đối thoại với thanh niên thành phố hôm ngày 21 tháng 3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Chiết khi nói về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đã đề cập có quỹ hỗ trợ cấp cho 50 tỷ đồng nhưng trong 4 đến 5 năm không dùng đồng nào. Tôi cho rằng không cần đề xuất thêm cơ chế chính sách mới, mà tập trung triển khai có hiệu quả những cơ chế, chính sách đã có. Nhìn rộng ra, điều này cũng có thể thấy trong nhiều lĩnh vực của thanh niên. Cuộc đối thoại diễn ra hết sức thẳng thắn, trẻ trung, cởi mở, đã giải quyết được rất nhiều vấn đề về phát triển thanh niên Việt Nam trong thời đại mới. Không có gì cản trở được sự phát triển của thanh niên, đó niềm tin của Thủ tướng, cũng chính là niềm tin của mỗi người trẻ chúng ta.